Điện ảnh 24 giờ qua có gì? Đúng một tháng nữa công chiếu, Đất rừng phương Nam tung poster chính thức với gương mặt bé An làm chủ đạo khá lớn và một dàn nhân vật được sắp lên. Độ lớn nhỏ tùy theo mức độ vai diễn. Tuấn Trần là một phần rất quan trọng của phần phim đầu tiên từ bộ ba phim Đất rừng phương Nam. Tạo hình Trấn Thành trong vai bác Ba Phi bộ râu lần này nhìn đã thật hơn so với bố già. Tiến Luật là vai ông Mã Giỏ, có mẹ của bé An, có Cò và có cô bé mà con của cái ông làm Mã Giỏ. Thì gương mặt của bé An có một nửa thôi, tôi không biết là vai trò của bé An có thật sự quan trọng như bản truyền hình hay không, hay nhân vật chính sẽ tập trung hết vào Tuấn Trần. Chiều nay showcase của phim sẽ diễn ra và tung trailer chính thức, mọi người chờ xem nha. MC Tùng Leo chuyển hướng qua làm đạo diễn với bộ phim ngắn đầu tay là Gà Ác. Phim sẽ chính thức được ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Cao Hùng, một trong ba liên hoan phim lớn nhất của Đài Loan, chỉ đứng sau Liên hoan phim Kim Mã và Liên hoan phim quốc tế Đài Bắc. Phim có sự góp mặt của Trịnh Xuân Nhãn, Mi Xoa và nghệ sĩ Ái Như. Poster nhìn cũng khá là khơi gợi. Ngoài ra, chiều nay ngày 20 tháng 9 cũng sẽ diễn ra lễ họp báo công bố Liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2024. Sau sự thành công của Liên hoan phim quốc tế Đà Nẵng thì cũng đã đến lúc thành phố Hồ Chí Minh phải có một liên hoan phim dành cho mình, và đây cũng là cơ hội để cho nhiều nhà làm phim tham gia vào sân chơi điện ảnh với những cái tác phẩm quốc tế. Còn những thông tin khác thì mình sẽ cập nhật cho mọi người sau ha. Bye bye, hẹn gặp lại.